Chào các bạn, hôm nay xin giới thiệu với các bạn hai cái âm ly rất là hay, giá cực kỳ rẻ và phù hợp với rất nhiều bạn có nhu cầu tập guitar. Đó là âm ly cord CM15R và CM30R. Trên tay mình là con 15R đây các bạn, nó rất nhỏ gọn, nó 6kg thôi, 15W, có các màu đen, đỏ và xanh nữa ha, cực kỳ nhỏ gọn đó. Thì các chức năng và cái tiếng của nó trong phần sau mình sẽ giới thiệu, còn phần đầu này chúng ta liếc sơ xem có những như thế nào nha các bạn. Đây là mặt trước của nó đây. Đây, điện 220 ha, các bạn ghim vào là chơi thôi, không có cần phải đầu chuyển gì cả. Phần trên các bạn thấy là đây là cái lỗ input để chúng ta ghim đàn vào đánh. Đây là cái volume này ha. Đây, khi các bạn mà đánh gain, các bạn nhấn cái select này, các bạn có thể đánh tìm cái tiếng rock, cái tiếng override vào đó thì có gain nè. Cái volume này của dành cho cái gain. Ở đây có cái là treble, middle, bass, rất là phổ thông ha. Và đặc biệt ở đây digital reverb, có cái reverb nữa để các bạn có thể là đánh tiếng clean, hoặc là mình trong những cái không gian mà nó thiếu reverb quá, các bạn tăng nó lên để đánh. Một cái nút out in để cho các bạn kết nối từ cái thiết bị bên ngoài như điện thoại chẳng hạn, để bạn có thể nghe nhạc hoặc mở backing track dễ dàng. Nút headphone để cho các bạn có thể là tập luyện ban đêm để không làm ồn cho người khác nha. Power thôi, rất là đơn giản, nhỏ gọn. Và sản phẩm này được sản xuất tại Indonesia nha các bạn, made in Indonesia, chất lượng cũng rất là ok. Đây, trên tay mình đang là con CM30R. Các bạn thấy là nó to hơn cái con CM15R ha. Nó nặng 9kg và nặng hơn cái CM15R chỉ có 3kg mà thôi. Kích thước nó cũng không có lớn hơn là bao nhiêu cả, cũng rất là vừa tay, nhỏ gọn cho các bạn. Củ lo của nó là tới 10 inch nha các bạn. Nó cũng có màu đỏ và màu đen, rất là đẹp. Các bạn thấy là mặt sau của nó khác biệt so với cái CM15R, đó chính là nó có phần mở rộng, mở trống như thế này, chứ nó không bít kín. Thì thật ra cái này là không có đúng sai gì cả, mà là do cái cấu trúc hoặc là cái ý đồ của các nhà sản xuất để họ tạo ra cái âm thanh như ý mà thôi. Các bạn thấy cái kiểu mà mở rộng như thế này nó rất là giống với lại cái âm ly của cái hãng Beavey của Mỹ nổi tiếng. Họ vẫn để rộng cái phía sau như thế này, và rất nhiều hãng làm kiểu này. Một số bạn không rành thì nó là tại sao cái này nó dởm hay sao mà nó không làm bít kín luôn mặt sau. Thật ra cái này là ý đồ của nhà sản xuất nhé. Thì các bạn thấy ở đây ngoài cái chức năng treble, bass, middle, rồi nút gain, volume, thì đây nó có thêm cái master volume, cái volume tổng này nha. Thì nút out in nè, cũng giống như cái CM15R, rồi cái nút headphone để các bạn tập. Thì đây nó có một cái điểm khác biệt và tân tiến hơn, đó chính là các bạn thấy là ở đây có cái kết nối Bluetooth rất là hiện đại, để bạn có thể kết nối với lại điện thoại để mình mở backing track hoặc là nghe nhạc đánh theo, cũng rất là thuận tiện luôn ha. Thì phần sau mình sẽ demo cái phần kết nối này cho các bạn. Còn về âm thanh nó rồi là cũng rất là tương đồng với cái 15R thôi. Nếu các bạn chỉnh reverb hay là tiếng gain hay là lên xuống của cái treble bass middle thì ra âm thanh tương ứng mà thôi. Chủ yếu ở đây là cái công suất lớn hơn, các bạn có thể vác nó đi để các bạn đánh ở một cái không gian tương đối, các quán chẳng hạn đều có thể được cả. Bây giờ chúng ta sẽ test xem cái âm thanh của âm ly này như thế nào nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ để tiếng clean tự nhiên, volume thì mình để khoảng 50% thôi nha. Treble, bass, middle là mình để là cũng 50% luôn, ngay 12 giờ luôn ha. Rồi phần reverb là mình cho nó nhỏ nhất, coi như không có reverb. Chúng ta sẽ test từ từ thay đổi cái thông số thêm nó như thế nào. Các bạn nghe thử nha. Thêm một tí reverb nữa tới 12 giờ luôn, nghe nó sẽ ok hơn nữa.
chúng ta sẽ chỉnh thêm một tí, đó chính là mình sẽ cho bass tăng lên, tăng một cái treble lên nữa nha bạn, giảm cái reverb lại, tăng treble lên ha. Bây giờ mình sẽ thử qua cái tiếng crunch, tức là tiếng các bạn thấy tiếng solo mà mình có thể đánh nó ok một tí ha. Thì bằng cách các bạn chỉ nhận nhấn cái nút, có một cái nút này các bạn nhấn xuống thôi, thì lúc đó cái chức năng volume của cái tiếng clean nó sẽ không còn, nó sẽ qua cái volume phía bên này nha. Mình cũng sẽ trả cái reverb lại, trep bass middle là cho nó khoảng giữa hết ha. Maximum luôn ha, thì các bạn sẽ nghe cái tiếng rè của nó càng nhiều. Cái tiếng rè của nó càng nhiều. Mình sẽ giảm lại gain là một tí nữa, giảm volume là một tí, cho reverb nhỏ lại, cho bass thêm ha, chép thêm, đều để nguyên ha. Chức năng rất đặc biệt và rất là hay ở cái con cọt CM30R, đó chính là chức năng Bluetooth các bạn, cho các bạn kết nối từ cái điện thoại đến cái ampli này thông qua cổng Bluetooth. Nó rất là thuận tiện cho các bạn để phát một cái backing track hoặc là một đoạn nhạc nào đó các bạn yêu thích, không cần phải dây nhợ lòng hành. Mặc dù ở đây nó có thêm cái cổng aux in để các bạn có thể kết nối bằng cách đó, nhưng với cái Bluetooth này thì các thiết bị hiện đại nó sẽ thuận lợi hơn. Bây giờ mình ví dụ là ở đây, điện thoại của mình đã kết nối Bluetooth bằng cách mình chỉ nhấn một cái nút trên Bluetooth ở trên cái AM này ha. Sau đó mình mở một cái đoạn tiếp, đó cũng là một cái clip của mình, thì các bạn sẽ nghe nó phát nhạc luôn ha.